Có nhiều người đi lễ nói chuyện, bởi vì họ không ý thức được rằng họ vào nhà thờ là một không gian thiêng liêng có Chúa hiện diện. Họ đi lễ để nghe lời Chúa. Vì thế mà yếu tố thứ nhất của đức tin đó là trí óc, phải hiểu biết, phải học về Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thi-ô. Khi ấy Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cesare Philippe và hỏi các môn đệ rằng: người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: hỡi Simon, con ông Giô-na, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha thầy đứng ngự trên trời. Vậy thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Đó là lời Chúa. Xin cộng đoàn tiếp tục đứng. Trọng kính Đức Tổng, hôm nay hai giáo xứ chúng con có 108 em sẽ lãnh nhận bí tích thêm sức. Trong đó có 46 em nữ và 62 em nam. Các em đã học xong chương trình giáo lý lớn lên trong Chúa Thánh Thần trong thời gian 3 năm sau khi đã khảo hạch tính tâm xưng tội. Giờ đây con xin giới thiệu các em và xin Đức Tổng ban bí tích thêm sức cho các em. Chúng con ngồi xuống. Kính thưa cộng đoàn, như tôi đã ngỏ lời với cộng đoàn ở đầu thánh lễ, hôm nay giáo xứ của chúng ta, cử hành ba sự kiện. Một là tôn tạo và nâng cấp nhà xứ, hai là làm phép hai quả chuông mới, ba là cử hành bí tích thêm sức. Cả ba sự kiện này đều nhắm tới một mục đích duy nhất, đó là để giúp cho đức tin được triển nở,
và thăng tiến nơi tâm hồn của người tín hữu. Đây là mục đích duy nhất. Xây nhà xứ cũng là để cho đức tin được phát triển. Tiếng chuông cũng là nhằm để làm cho đức tin phát triển. Và nhất là bí tích thêm sức. Các em chịu phép thêm sức sẽ nhận được ơn Chúa Thánh Thần để vững tin vào Chúa, vững tin vào Chúa và có khả năng làm chứng cho Chúa. Thưa cộng đoàn thân mến, đức tin là hai chữ mà chúng ta nghe nói thường xuyên. Và nếu nói đến đức tin thì có nhiều ông bà và anh chị em cho rằng đó là điều mình biết rồi, không cần phải nói nữa. Nhưng mà trong thực tế thì có rất nhiều người chúng ta không hiểu đức tin là gì. Và trong thực tế thì đức tin nơi khá đông những người công giáo, đức tin không phải, chưa phải là một chuẩn mực, là một động lực để cho chúng ta hành động. Nói một cách khác, người công giáo có nhiều người chưa sống theo đức tin, chưa nói năng theo đức tin, chưa hành động theo đức tin. Chính vì thế mà vẫn có những gia đình tan vỡ. Chính vì thế mà vẫn có những vụ cãi cọ lộn xộn nhau. Thậm chí là có những người công giáo phạm những tội tẩy đình. Chính vì thế mà những người bên lương xung quanh chúng ta chưa nhận ra vẻ đẹp của giáo hội, chưa nhận ra vẻ đẹp của đức tin. Vì thế mà thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cần phải hiểu đức tin sâu xa hơn. Tin là thuộc về phạm trù vô hình. Chúng ta tin vào Chúa không giống như là nhìn thấy những người ngồi đây, không giống như nhìn thấy cái bình hoa hay là nhìn thấy cái cây nhãn, cây vải, không phải. Tin vào Chúa là chấp nhận Chúa hiện diện mà không nhìn thấy. Chúng ta đâu có nhìn thấy Chúa đâu, nhưng mà chúng ta tin người hiện diện. Chúng ta tin Chúa hiện diện nhờ mặc khải mà Chúa Giêsu nói với chúng ta trong phúc âm, nhờ giáo huấn của giáo hội. Chúng ta tin Chúa hiện diện trong cuộc đời này. Và chúng ta cũng tin Chúa thấu hiểu những suy tư của chúng ta, việc làm của chúng ta. Con người ta có thể làm những việc ám muội, che mắt thế gian, che mắt công an, che mắt cha mẹ, che mắt hàng xóm, nhưng mà không thể nào mà giấu Chúa được, vì Chúa là đấng thiêng liêng hiểu biết. Vì thế nếu mà còn những gia đình tan vỡ, còn những người công giáo phạm pháp, còn những người sống chia rẽ, còn những người có đạo cãi nhau, là vì đức tin của họ chưa đủ mạnh. Đức tin của họ chưa đủ mạnh. Họ không tin rằng Chúa hiểu suy tư nỗi lòng của họ. Nếu họ tin điều ấy thì họ không dám nói những điều dối trá, không dám nói xúc phạm đến anh chị em mình, không dám bỏ bê trách nhiệm đối với vợ chồng, con cái, cha mẹ, và không dám làm những điều khuất tất. Thưa quý ông bà và anh chị em, tin vào Chúa là chúng ta nhận ra rằng Chúa biết mọi sự, Chúa hiện diện trong đời chúng ta. Nhưng mà một đức tin trọn vẹn thì phải đủ ba yếu tố sau đây mới gọi là một đức tin trọn vẹn. Yếu tố thứ nhất là trí óc. Phải nhận biết Chúa, học giáo lý để biết Chúa. Phải nhận biết Chúa, học giáo lý thì mới biết Chúa được. Nghe giảng, các cha giảng thì mới biết Chúa được. Chúa đang nói với chúng ta, và chúng ta phải học giáo lý, kể cả những người già rồi cũng vẫn phải học giáo lý, bởi vì bài giảng thánh lễ chính là giáo lý đấy. Tôi đang thưa với ông bà và anh chị em, bài giảng này chính là nội dung giáo lý đấy. Vì thế mà mỗi khi đi lễ chúng ta đừng nói chuyện, chúng ta phải nghe các cha đang giảng cái gì,
chia sẻ lời Chúa cái gì. Có nhiều người đi lễ nói chuyện bởi vì họ không ý thức được rằng họ vào nhà thờ là một không gian thiêng liêng có Chúa hiện diện. Họ đi lễ để nghe lời Chúa. Vì thế mà yếu tố thứ nhất của đức tin đó là trí óc, phải hiểu biết, phải học về Chúa. Yếu tố thứ hai là trái tim. Trái tim yêu mến Chúa. Có nhiều người biết Chúa mà đâu có yêu mến Chúa đâu. Ma quỷ nó cũng biết Chúa đâu, nó có yêu mến Chúa. Ma quỷ nó biết Chúa hơn chúng ta, nhưng nó không yêu mến Chúa. Và cũng có những nhà khoa học, những triết gia, những người uyên bác, trong số đó đương nhiên có nhiều người công giáo, người tín hữu. Nhưng mà cũng có nhiều người không phải là công giáo, họ nhận ra có Thiên Chúa hiện diện, nhưng mà họ không yêu Chúa. Vì thế yếu tố thứ hai là trái tim. Tôi đang thưa với cộng đoàn, chúng ta biết Chúa, chúng ta phải yêu mến Chúa. Và yêu mến Chúa thì phải thể hiện bằng việc đọc kinh, cầu nguyện, đi lễ. Yêu mến Chúa thì phải được thể hiện qua chính đời sống của mình. Không thể nào nói yêu khơi khơi được. Như con cái nói yêu mến cha mẹ mà bố mẹ bảo gì không nghe thì làm sao có phải là yêu mến cha mẹ. Vì thế cho nên yếu tố thứ hai là yếu tố của trái tim. Và yếu tố thứ ba là yếu tố của hành động, là chân tay. Khi chúng ta làm điều gì chúng ta phải phù hợp với đức tin. Chúa bảo chúng ta đừng nói dối, chúng ta cứ nói dối. Chúa bảo đừng ăn trộm ăn cắp, cứ ăn trộm ăn cắp. Chúa bảo đừng giận hờn, cứ giận hờn. Như thế thiếu cái yếu tố thứ ba. Và đức tin của chúng ta khiếm khuyết, què quặt, biến dạng, méo mó. Tôi nhắc lại, đức tin trọn vẹn phải đủ ba yếu tố. Một là lý trí, tức là trí óc chúng ta biết về Chúa, học về Chúa, lắng nghe về Chúa. Yếu tố thứ hai là trái tim yêu mến Chúa. Và yếu tố thứ ba là hành động, làm những gì Chúa dạy. Hôm nay tôi thấy ở trong nhà thờ giáo xứ Đại Lại có lẽ một nửa là các em thiếu nhi, các em chưa chịu phép thêm sức, cũng như các em hôm nay 108 em được chịu phép thêm sức. Làm sao để nói cho các em này biết được về đức tin, thưa quý ông bà và anh chị em, quả là một điều vô cùng khó khăn. Nhưng mà chúng con phải hiểu là chúng con tin vào Chúa. Bây giờ chúng con đang ở gia đình, cha mẹ nói với chúng con điều gì, chúng con tin chắc chắn cha mẹ nói là đúng. Chúng con tin chắc là cha mẹ vì yêu thương chúng con mà dặn chúng con không được nói tục, không được nói dối, không được ăn cắp, không được ăn trộm. Và chúng con tin chắc những gì cha mẹ nói là đúng. Vậy thì Chúa là cha trên hết mọi loài nói với chúng ta về bản thân người hiện diện, thì chúng ta phải tin vào Chúa. Chúng ta là người có đạo, khác với người bên lương. Người bên lương là người không có đức tin. Chúng con là những người có đạo, có đức tin. Nhưng mà như cha vừa nói, đức tin thuộc về phạm trù vô hình, cho nên không cầm được đức tin trong tay, không chạm được đức tin như chúng ta chạm vào một vật chất. Mà đức tin thiêng liêng vô hình, bởi vì Chúa là đứng vô hình. Nhưng mà đức tin ấy có những dấu hiệu của đức tin. Như là khi được rửa tội, Chúa ban đức tin cho chúng con. Khi đi nhà thờ, chúng con tuyên xưng đức tin. Khi mà chúng con đọc kinh là chúng ta tin, chúng con thể hiện đức tin vào Chúa, vì có tin vào Chúa mới đọc kinh cầu nguyện chứ. Khi vâng lời cha mẹ là tuân giữ lời Chúa dạy, chúng con thể hiện tuyên xưng đức tin. Chúng con là những người tin vào Chúa, khác với các bạn bên lương. Các bạn bên lương là không có đức tin vì họ không được chịu phép rửa tội. Những ai được chịu phép rửa tội thì có đức tin. Vì thế mà chúng con đang ở tuổi thiếu nhi đi học, ở tuổi mà ở nhà cha mẹ quan tâm đặc biệt. Chúng con phải nhận mình là người có đạo, khác với các bạn bên lương. Vì thế mà Chúa dạy những người có đạo thì đừng nói dối, đừng nói tục.
khi ở nhà trường mà chúng con không nói tục, chúng con sống trung thực, chúng con không gian dối, chúng con không sức láo với thầy giáo cô giáo, là chúng con tuyên xưng đức tin của mình đấy. Bởi vì các ông bà lớn tuổi thì tuyên xưng đức tin một cách khác, chúng con ở tuổi thiếu nhi tuyên xưng đức tin một cách khác. Cộng đoàn chúng ta vừa nghe bài phúc âm Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, và Thánh Phêrô đã tuyên xưng đức tin Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống. Thánh Phêrô đã tuyên xưng đức tin Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống. Và chúng ta là những người Công giáo, chúng ta cũng tuyên xưng đức tin giống như Thánh Phêrô. Kinh Tin Kính mà chúng ta đọc là kinh đã có từ thời các tông đồ. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng. Kinh này đã có từ thời các tông đồ. Và ngày hôm nay khi chúng ta đọc Kinh Tin Kính thì chúng ta tuyên xưng cùng một đức tin như đức tin của Thánh Phêrô ngày xưa. Vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, tôi vừa nói với cộng đoàn làm sao chúng ta phải có một đức tin hiểu biết trọn vẹn và yêu mến Chúa, đồng thời làm những gì Chúa dạy. Đó mới là một đức tin đầy đủ. Rất nhiều người tín hữu Công giáo có một đức tin khiếm khuyết, một đức tin không trọn vẹn, một đức tin hời hợt, một đức tin thiếu hiểu biết. Cho nên có nhiều ông bà có con lớn lên lấy vợ lấy chồng, nó chỉ tính làm sao nó tránh được lớp giáo lý thì nó càng thích. Rồi ngay cả những buồn thay, có những người bố mẹ cũng nghĩ như thế. Có những người bố mẹ thấy con gái lấy chồng mà tha ngăn trở khác đạo thì cứ tưởng rằng tha ngăn trở khác đạo là tha không phải giữ đạo nữa. Đây là một cái lệch lạc mà thường là từ những gia đình đạo nghĩa không ra gì. Những người mà có con gái lớn lên lấy chồng mà chỉ muốn tha ngăn trở cho nó xong chuyện đi thì thường là những gia đình đạo nghĩa không ra gì. Vì thế mà chúng tôi, các linh mục, các cha xứ đôi khi rất là khó xử, không biết làm thế nào khi mà ngày cưới đã định rồi, kinh không thuộc, giáo lý không học, nhưng mà đủ mọi kiểu năn nỉ, mà không được thì lại khó chịu, không được thì là lại phàn nàn, lại kiện cáo, rồi có nhiều người còn sưng sọ nữa vì không được. Cho nên chúng ta phải hiểu là chúng ta làm vì đức tin hay làm vì cái gì? Làm vì đức tin, làm lấy vợ con cái, lấy vợ lấy chồng, làm cử hành bí tích hôn nhân vì đức tin hay là vì lời khen của dân làng? Vì đức tin hay là về chỉ để đẹp mặt cha mẹ? Phải vì đức tin mới được. Như thế, một đức tin đi vào cuộc sống và đức tin làm cho chúng ta tìm thấy niềm vui và sự bình an. Vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, bí tích thêm sức củng cố đức tin nơi các em. Chúa Thánh Thần ban ơn để đức tin mà chúng ta đã lĩnh nhận ngày chịu phép rửa tội, ngày hôm nay nhờ ơn Chúa Thánh Thần được nên vững vàng. Chúng ta cầu nguyện trong thánh lễ này để xin Chúa Thánh Thần ban ơn của Người. Và chúng con sắp sửa lĩnh nhận bí tích thêm sức, chúng con phải thấy đây là một biến cố ghi đậm dấu ấn trong cuộc đời của chúng con. Không phải là một việc làm lấy lệ, nhưng mà một việc làm sinh ơn ích. Tạm xin được Chúa Thánh Thần ban cho chúng con sức mạnh, niềm vui. Và nhờ Chúa Thánh Thần chúng con vừa thông minh, vừa can đảm, vừa hiểu biết mọi sự, vừa yêu mến Chúa, vừa yêu mến mọi người, vừa năng đi nhà thờ, tham dự thánh lễ và lĩnh nhận các bí tích. Không phải chỉ là cho đẹp lòng bố mẹ, nhưng mà còn theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Và khi chúng con làm những điều như thế, những việc đạo đức ấy, thì đức tin của nơi tâm hồn của chúng con càng ngày càng được tăng trưởng lớn lên, sinh hoa kết quả. Và như thế chúng con sẽ là những người mang lại ích lợi cho xã hội cũng như cho giáo hội của chúng ta. Amen.